Đạo diễn nổi tiếng gây sốc khi tiết lộ lý do Triệu Lệ Dĩnh ly hôn. Hóa ra vẫn còn một bê bối đang được giấu kín. Liệu rằng bê bối liên quan đến đời tư của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có bị tung ra trong thời gian tới? Cho tới tận bây giờ, sau hơn 2 tuần tuyên bố ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn khiến bao người tò mò vì lý do khiến cả hai quyết định đường ai nấy đi. Có rất nhiều lời đồn thổi trong giới giải trí về vấn đề này, bao gồm cả việc mối quan hệ căng thẳng giữa mẹ chồng, nàng dâu hay chuyện ép sinh con lần hai. Vậy nhưng, cả hai nghệ sĩ đều không lên tiếng phản hồi. Trang 163, tối ngày 8 tháng 5, bất ngờ có một bài viết khi chia sẻ lại nội dung livestream của một đạo diễn có tên Châu Quốc Cương. Trong buổi livestream, đạo diễn này bất ngờ nhắc tới Triệu Lệ Dĩnh, đồng thời tiết lộ về lý do khiến cô tuyên bố ly hôn với tài tử họ Phùng. Theo đó, vì Phùng Thiệu Phong bất ngờ bị những người anh em thân thiết bóc ra loạt phốt xấu, lịch sử đen, không chỉ vậy còn uy hiếp nam diễn viên, cực chẳng đã. Vì sợ liên lụy tới sự nghiệp và công việc của nàng Sam Sam, Phùng Thiệu Phong và vợ đã quyết định ly hôn. Thông tin này ngay lập tức trở thành đề tài nóng hổi, gây sốc trên mạng xã hội. Trang 163 thậm chí còn cho rằng, nếu thông tin trên là thật, Cbiz vẫn còn một bê bối, siêu to khổng lồ đang được giấu kín và chưa bị bung ra. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến bày tỏ họ không tin vào lời đồn này. Dù rằng là người trong giới giải trí, có được nhiều thông tin hơn khán giả. Tuy nhiên, thời gian gần đây, vị đạo diễn họ Châu này bị netizen ném đá vì liên tục kích quát trên lên tiếng chê bai các diễn viên trẻ hiện đang nổi tiếng, bị các fan cho là nhân vật ké phem. Ở thời điểm hiện tại, netizen vẫn chờ mong Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sớm có những câu trả lời đanh thép, đính chính tin đồn trên mạng xã hội. Đây là vấn đề liên quan đến hình ảnh, sự nghiệp và cả danh tiếng của hai ngôi sao đình đám xứ Trung.